Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock, thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để em có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì trong từng giao dịch vừa rồi, VN Index của ta có những biên độ dao động tương đối lỏng lẻo sau những pha rũ bỏ quyết liệt, thì chúng ta đã có những tín hiệu chạy nước rút làm cho những đầu tư FOMO trở lại. Và kết phiên ngày thứ sáu thì chúng ta khi đi lên gặp lại những vùng cản 1.295 đến những vùng 1.300 điểm, thì những áp lực cung phía trên nó đang áp đảo lực cầu, làm cho VN Index chúng ta tạo ra một phiên set O3 tương đối tiêu cực, báo hiệu cho thị trường chúng ta nó sắp có những cái nhịp chỉnh để quay lại retest những cái vùng gap up của nó. Tại vì ở đây chị thấy vùng 1.280 này nó có một cái gap up, và vùng 1.260 đến những vùng 1.270 nó lại có thêm một gap up nữa, nên giá trong những phiên theo nó sẽ có xu hướng nó quay về retest hay gap up này trước khi nó cân bằng trở lại. Nên nhà đầu tư mình lưu ý đoạn này hạn chế mua đội cổ phiếu, cũng như ấy là mình sẽ quan sát trong những nhịp điều chỉnh ấy, xem mã cổ phiếu nào là mã phiếu mạnh để chúng ta tham gia cho chu kỳ phía sau. Và ở đây anh chị thấy cuối tuần nó cũng ra những cái tin tức khá là xấu về cái việc ấy là ông chủ tịch Fed ổng phát biểu làm cho chứng khoán của Mỹ ấy chao đảo khá là mạnh và giảm điểm khá là mạnh, thì những cái tin tức này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một phần nào tâm lý nhà đầu tư, nên khả năng thứ hai nó sẽ có những yếu tố mở gap down và quay lại retest hai gap này. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ tuân thủ theo những quy tắc cắt lỗ khi nhà đầu tư mình mua những cái điểm sai, tại vì chị biết ở đây nó chỉ là nhịp sóng hồi chứ không phải là những cái nhịp sóng tăng, nên chúng ta cũng sẽ không kỳ vọng nhiều. Ví dụ như năm 2018 đi, các chị thấy này, sau những cái nhịp rơi mạnh thì chị thấy này, sau một nhịp rơi, hai nhịp rơi và ba nhịp rơi thì nó sẽ có một nhịp hồi mạnh, đúng không ạ? Nó kéo dài từ 2 đến 3 tháng, rồi sau đó bắt đầu có những cái tin tức xấu ra, rồi nó sẽ tiếp tục rơi trở lại, rồi nó sẽ tạo ra cái biên sideways giai đoạn phía sau, đúng không ạ? Nên đoạn này chúng ta cũng sẽ không kỳ vọng nhiều đối với VN. Nếu đoạn này thì chúng ta nó có những cái nhịp chỉnh hay là có những yếu tố gãy rũ mà vi phạm những nguyên tắc cắt lỗ nhà đầu tư, thì mình phải tuân thủ những nguyên tắc đó, rồi mình quan sát thị trường xem ấy nó có retest lại vùng này là nó cân bằng được hay không, rồi mình sẽ vào những cái phiên phía sau. Chứ anh chị nhà đầu tư cũng đừng có quá gọi là tiếc với những cái việc mà mình cắt lỗ đối với cổ phiếu, tại vì rất nhiều đầu tư ấy, khi mà mình lỗ mình sẽ không dám cắt, tại vì mình kỳ vọng nó sẽ hồi, nhưng thực chất nó cũng sẽ không đi theo những ý muốn của nhà đầu tư. Tại vì chị biết rằng ấy, những cái khoản lỗ nhỏ nó luôn luôn, những cái khoản lỗ lớn nó luôn luôn bắt đầu từ những khoản lỗ nhỏ. Và anh chị thấy những cái nguyên tắc cắt lỗ ở đây, khi mà anh chị đầu tư mình lỗ 5% thì anh chị phải cần lãi lại 5,3% các anh chị mới hoàn vốn, các anh chị lỗ đâu khoảng là 10% thì anh chị phải cần 11,1% các anh chị mới lấy lại vốn. Nhưng mà khi anh chị để lỗ đâu khoảng là 30% thì anh chị phải tìm lại một cái mã phiếu lãi 42,9%. Nhưng mà các anh chị đổi lỗ đến 50% thì anh chị thấy là các anh chị phải kiếm một cái mã phiếu mà có thể là giúp anh chị nhà đầu tư lãi là 100% thì anh chị mới lấy lại vốn. Nên các anh chị thấy rõ ràng rằng ấy, những cao quyền họ đầu tư như William O'Neil ông có cắt lỗ hay không? Ông vẫn cắt lỗ là 4%, vẫn cắt một nửa, và 8% họ ông cắt hết. Hay anh chị thấy này, có những cái câu nói rất là hay của ông Victor Sperandeo, thì anh chị thấy rõ ràng rằng ấy là chìa khóa để giao dịch thành công chính là kỷ luật trong cảm xúc. Nếu sự thông minh là chìa khóa thì có cả đống người kiếm được tiền từ giao dịch rồi. Tôi biết điều này nghe hơi giáo điều, nhưng lý do quan trọng nhất khiến người ta mất tiền trên thị trường tài chính là việc họ không cắt những cái khoản lỗ sớm, đúng không ạ? Nên chúng ta phải biết rằng ấy, trong thị trường này chúng ta đầu tư phải có nguyên tắc sao cho hợp lý. Chúng ta chưa biết đây là nhịp chỉnh hay nó là những cái vùng đỉnh của thị trường, thì chúng ta sẽ quản trị rủi ro chúng ta sao cho hợp lý. Nếu mà cổ phiếu nào nó vi phạm thì chúng ta sẽ hạ ra, còn nếu mà những cái mã cổ phiếu nào mà nó cân bằng được thì chúng ta vẫn có thể giữ. Tại vì chị thấy rõ ràng rằng ấy cũng sẽ có 20% cổ phiếu nó sẽ đi ngược lại thị trường. Em ví dụ như năm 2018 đi, các chị thấy những cái lúc ấy mà thị trường nó gãy rũ như này thì vẫn có những mã cổ phiếu nó cân bằng và sẽ đi lên bình thường. Giống như đoạn này em đánh giá có những mã cổ phiếu như là con BID này nó đi ngược với thị trường khi mà thị trường giảm này, hay là những mã cổ phiếu như BR nó vẫn đi ngược với thị trường. Anh chị có thể là mở cái chart lên để so sánh. Thì để em mở cái chart lên để cho nhà đầu tư mình có thể là so sánh với VN năm 2018. Thì ở đây em sẽ cài đặt qua cái biểu đồ nến để cho mình dễ hình dung. Đây là đường thẳng, đây là biểu đồ nến này. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ đi qua những mã cổ phiếu nào mà khi mà thị trường chỉnh nó không chỉnh thì lúc sau nó tăng sẽ mạnh. Anh chị thấy đoạn này này, con gì? Con BHR anh chị thấy này. Đúng không ạ? Đây BHR. Các anh chị thấy rõ ràng rằng ấy, năm 2018 lúc thị trường chỉnh, đúng không ạ? Đây năm 2018 này, thị trường chỉnh. Các anh chị thấy là nó cũng chỉnh chung, đúng không ạ? Nhưng mà nó chỉnh không nhiều bằng thị trường, hiểu thị trường đi lên sao nó vẫn tiếp tục đi lên. Nhưng mà tại vì sao nó lại có những pha đi lên như này thì anh chị phải lưu ý ở trước của nó phải là cái nền tảng, đúng không ạ? Nó phải là cái nền tảng giá chứ không phải là khi mà thị trường đau ở phía trước nó cũng đau theo. Nhưng thực chất các anh chị thấy này, phía trước của nó là cái nền tảng giá, khi nó rũ bỏ cạn cung tạo ra spring thì sẽ bắt đầu nó đánh lên. Nên chị lưu ý rằng cái mã cổ phiếu của mình ấy hiện tại đang nắm xem nó phải là cái nền tảng hay không, hay là nó đang là chu kỳ giảm, nên chúng ta phải lưu ý điều đó. Anh chị thấy con BID này lúc thị trường giảm nó có giảm hay không? Các anh chị thấy này, lúc thị trường giảm khá là mạnh và nó bắt đầu một cái nhịp sóng hồi, đây là nhịp sóng hồi của nó này, đúng không ạ? Và khi thị trường giảm một nhịp nữa nó cũng giảm theo, nhưng mà anh chị thấy rõ ràng rằng ấy nó sẽ cân bằng trước so với thị trường chung thì nó sẽ tiếp tục bắt đầu đi lên một nhịp nữa, đúng không ạ?
hay là mã cổ phiếu như ARV, đoạn đoạn phía trước cũng tương tự như vậy này. Anh chị thấy này cái đoạn nào ạ? Đây cái đoạn mà thị trường giảm này bắt đầu phục hồi này, đó cái đoạn phục hồi này. Nhưng mà lúc mà thị trường giảm này nó có giảm nhiều không? Nó giảm ít hơn thị trường đúng không ạ? Thì lúc nó phục hồi đi lên nó cũng mạnh mẽ hơn thị trường khá là nhiều. Nên chúng ta phải quan sát xem mã phiếu nào là mã phiếu mạnh, mã cổ phiếu nào là mã phiếu yếu để chúng ta có thể là cơ cấu và hạ bớt tỷ trọng ra và chờ đợi xem thị trường có cân bằng lại được hay không để chúng ta đầu tư trong một thời gian sắp tới. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích vào mã cổ phiếu nhiều hơn, xem mã cổ phiếu nào nó đang có tín hiệu rủi ro, còn mã cổ phiếu nào mà nó đang có những tín hiệu cân bằng chúng ta có thể giữ được. Ví dụ như dòng bất động sản đi thì bây giờ cũng sẽ phân hóa khá là nhiều. Các chị thấy cùng một dòng như thế này mà anh chị thấy những mã cổ phiếu thì nó mạnh, những mã cổ phiếu lại nó yếu đúng không ạ? Anh chị thấy con CGG vẫn tiếp tục tăng khá là nhiều khi mà có dòng tiền vào, hay là những cái mã cổ phiếu như là con Nam Long hôm nay vẫn khá là đẹp này, nên đánh giá những cái mã cổ phiếu này chúng ta vẫn có thể nắm giữ được. Nhưng những cái mã cổ phiếu mà bắt đầu những cái von bán xuất hiện như là con sale này hay là con dip này thì chúng ta phải canh, chúng ta hạ ra bớt cho nó an toàn, tại vì những mã cổ phiếu này nó mang những trạng thái đầu cơ khá là lớn. Thì đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ đi qua những cái mã cổ phiếu như dip này thì như thế nào, chúng ta giữ được hay không. Thì ở đây các chị phải nhìn rằng ấy, là cái vùng này là cái vùng tích lũy sideways, nhưng mà khi nó tích lũy và sideways mà nó xuất hiện quá nhiều cái phiên ấy gọi là sell out lớn thì chị thấy này, cái von này là von bán hay là von mua? Thực chất ở đây là von bán khá là lớn này nên chị thấy là nó nổ von. Rồi đoạn này như thế này lại tiếp tục xuất hiện một phiên gọi là sell out 3 phân lớn, đây cũng là một phiên sell out 3 đúng không ạ? Ba phiên sell out 3 và đâu nữa ạ? Đây cũng là một cái phiên gọi là sell out 3, bốn phiên sell out 3 liên tục, và hôm nay xuất hiện một phiên no điện 3. Thì khả năng ấy, nó xuất hiện một phiên no điện 3 này nó sẽ có những cái một cái trạng thái gọi là sẽ break xuống, khả năng sẽ gãy xuống để quay về retest khác của nó, nên cái biên độ của nó khá là lỏng. Nên đoạn này mình lưu ý khi nó xuất hiện rất nhiều phiên sell out như thế này là những cái phiên này này là chúng ta có thể canh hạ ra rồi, hoặc là phiên này chúng ta canh hạ ra xem ở giai đoạn phía sau ấy nó có cân bằng được không, chúng ta sẽ tham gia, chứ bây giờ là tín hiệu rủi ro chúng ta hạn chế tham gia đối với dip, có thì chúng ta cứ canh hạ ra bớt nếu mà nó còn những vùng giá đâu khoảng là 40. Hay giống như đoạn nào, giống như đoạn nào nó sẽ có những tố gãy rũ, anh chị thấy này, đoạn này này các chị thấy này nó cân bằng, nhưng mà anh chị thấy cái vol của nó xuất hiện những cái trạng thái về sell out này, đây là một phiên sell out này, đây là hai phiên sell out này, ba phiên sell out này, và đây là phiên thứ tư sell out, bốn phiên sell out liên tục thì sao, nó sẽ có một cái nhịp giảm. Hay là con BR cũng tương tự như vậy, em lấy ví dụ cho đầu tư mình dễ hình dung, nó bắt đầu có những trạng thái đi lên, các chị thấy đi lên, nhưng chị thấy đây là vol tăng với âm tăng, là một cái phiên đầu phiên tăng cuối phiên giảm, thể hiện những cái trạng thái bắt đầu có dòng tiền thoát ra, được gọi là phiên sell out. Đây cũng gọi là phiên sell out này, các chị thấy này, đầu phiên tăng cuối phiên giảm, đây cũng là phiên sell out đúng không ạ? Đầu phiên tăng cuối phiên giảm, hay đây nó cũng tương tự như vậy này đó, rồi sau đó nó sẽ có một nhịp chỉnh. Nên chị lưu ý rằng ấy, khi nó xuất hiện sell out là lúc chúng ta canh hạ ra cho an toàn, chứ không phải là lúc chúng ta nắm giữ đối mặt cổ phiếu như DIG. Còn bây giờ cái điểm mua mới thì thực chất chưa có, chúng ta chờ đợi nó quay lại retest gap này đi. Cái vùng gap đâu khoảng là vùng 35 36, nếu nó quay lại retest gap thành công thì chúng ta sẽ tham gia đoạn sau. Còn bây giờ nhìn chung ấy chưa có điểm mua mới đối với DG, hạ ra cho an toàn nếu mình đang nắm giữ. Sell thì nó cũng tương tự như vậy, nó mang những trạng thái đầu cơ. Anh chị thấy này, hôm nay là cái phiên no điện 3, nó báo hiệu những cái xu hướng tiếp diễn, và ở đây anh chị thấy này, nó đang phân kỳ âm là hai đỉnh, đây đỉnh 6 đỉnh trước, thì khả năng ngày mai sẽ là phiên update 3 là cái phiên thứ hai, nên nhà đầu tư mình lưu ý có sale thì mình cứ nắm giữ, còn nhà đầu tư nào mà mình muốn tham gia mua mới thì cứ chờ đợi những cái nhịp chỉnh phía sau của nó có cân bằng lại được hay không thì chúng ta sẽ tham gia, chứ bây giờ chưa điểm mua mới đối với mã cổ phiếu sale này. Tại vì chị biết rằng ấy, một cái chu kỳ tích lũy của mã cổ phiếu ấy, thì nó sẽ gồm đâu khoảng là 6 pha, thì ở đây nó chỉ là pha phục hồi. Thì nếu ở đây là những cái mẫu hình theo quay cốt thì đây là những điểm gì, đây là những điểm gọi là SC đúng không ạ, là những điểm sell liên clean mắt, là những điểm gọi là quá bán đúng không ạ. Và khi quá bán thì có những dòng tiền tổ chức họ vào định giá, thì bắt đầu khi dòng tiền đó vào thì cổ phiếu nó sẽ bắt đầu nó phục hồi tự động khi những cái sự kỳ vọng nhà đầu tư trên những cái vùng cung ở phía trên ấy không còn bán ra nhiều nữa đúng không ạ. Hay là những nhà đầu tư nào mình bắt đầu thấy tự nhiên vùng này nó cân bằng trở lại thì bắt đầu là vật đáy, thì hai nguồn cung đó, hai nguồn cung, một nguồn cung đó nó sẽ bắt đầu nó yếu dần, nhưng mà hai lực cầu bên ngoài nó vào nó mua thì dẫn đến đấy cái mã phiếu nó phục hồi tự động, thì nó sẽ tạo ra cái pha bắt AR đúng không ạ. Nhưng trong những cái pha AR này thì nó sẽ tạo ra những biên đi ngang đủ lâu trước khi nó vào chu kỳ mới, thì ở đây nó chỉ là nhịp hồi, nó hồi tới đây thì khả năng nó sẽ tạo ra cái biên sideways quanh vùng giá đâu khoảng là 38.5 này đến vùng giá đâu khoảng là 20, thì nó sẽ sideways trong vùng này cho nhà đầu tư chán nản trước khi nó bước vào cái chu kỳ sống mới, có thể tích lũy 1 năm 2 năm, hoặc có thể tích lũy từ 3 đến 6 tháng để có thể là hoàn thành cái chu kỳ tích lũy của nó. Nên chúng ta xác định được đây là AR, SC thì đây là AR, và khi nó phục hồi lên AR chúng ta sẽ canh, chúng ta hạ ra cho an toàn, chứ cái điểm mua mới đến mặt cổ phiếu sale thì chưa có. Giống như STB đoạn phía trước đi, đây là cái mẫu hình gọi là VSA này, anh chị thấy này, đây là những điểm gì ạ, đây là điểm SC của nó này, các anh chị kẻ ra cái biên đúng không ạ, thì nó cũng sẽ có những nhịp hồi này, nó bắt đầu chu kỳ giảm thì nó tạo ra SC thì nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi đúng không ạ. Đây là SC này, rồi sau đó là AR đúng không ạ, đây là AR của nó, là những cái pha gọi là automatic đúng không ạ, là những điểm phục hồi tự động.
và khi nó phục hồi tự động lên thì như thế này, nó bắt đầu nó giảm xuống một nhịp nhưng nó sẽ tiếp tục nó phục hồi đi lên, nó sẽ chạy chạy đi ngang dít dắt như thế này này trước khi nó bước vào cái chu kỳ tăng giá kinh khủng giống như năm 2021 đúng không ạ? Nên chúng ta cũng sẽ không kỳ vọng nhiều, chúng ta kỳ vọng chỉ là những cái sự gọi là phục hồi tự động, chúng ta chỉ đánh những phá hồi khi mà nhà đầu tư nào mình có lãi ở vùng này, chúng ta cứ canh chốt lãi khi mà nó phục hồi là việc bình thường. Nên đây điểm sell, sell không phải là điểm mua, chủ yếu là chúng ta có lãi chúng ta cứ chốt. Còn những cái mã cổ phiếu như là con Nam Long thì lại phân hóa nhiều hơn, tại vì chị thấy này dòng tiền nó cũng đã vào, có những cái trạng thái đúng là yếu tố cân bằng và cạn cung, mẫu hình của nó cũng có đúng không ạ? Đây là cũng mẫu hình gì, đây là một đáy này, hai đáy, ba đáy này, dùng tiền vào này cân bằng quanh vùng đỉnh trước đã tụ lượng cung, thì đối mặt phiếu này đánh giá nó vẫn dựa trên tốt thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ. Còn ở đây nó chưa có dấu hiệu rủi ro thì chúng ta chưa bán ra đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ kỳ vọng đối với mục tiêu này là 47 và 48, nếu mà nó phục hồi tốt hoặc là đi ngược với thị trường thì đây cũng là cái mặt cổ phiếu chúng ta chú ý ở đằng sau. Tiếp tục là mã cổ phiếu HTN, vì thế này nó lại phân hóa dòng tiền so với những mã phiếu khác đúng không ạ? HTN thì hôm nay nó vẫn tiếp tục duy trì cái độ cân bằng khá là tốt này, vốn của nó bán ra cũng không nhiều, thì đối với mã phiếu này đánh giá nó sẽ cần những cái biên độ tích lũy thêm. Ở đây cũng là mẫu hình ba nền tảng giá của nó này, thì nếu cái pha này nó rũ bỏ và nó phục hồi lên được thì đó sẽ là những điểm mua phía sau. Ví dụ như nó rũ bỏ về đâu, rũ bỏ về 36 đi, sau đó bắt đầu phục hồi đi lên nó sẽ là điểm mua. Đến mẫu hình gọi là ba nền tảng giá gãy rũ ở nền cuối cùng trước khi nó bật tăng, giống như con gì, giống như con Nam Long hoặc là con HDC ấy. Đây các chị thấy này, mẫu hình ba nền tảng giá là như thế nào? Đây là nền tảng giá số 1 này, dòng tiền lớn đánh lên. Đây là nền tảng giá số 2, dòng tiền lớn đánh lên, và nền tảng giá số 3 này. Và trước khi nó đánh lên thì chị thấy này, phải có một pha rũ bỏ đủ lớn đúng không ạ? Đây pha rũ rõ này, đâu khoảng 10 đến 15% trước khi nó đánh lên. Thì HTN em kỳ vọng nó là cái pha rũ bỏ trước khi nó đánh lên thôi, chứ không phải là những nhịp gọi là điều chỉnh để kết thúc chu kỳ. Nên nhà đầu tư mình có thể là nắm giữ thêm nếu HTN đằng sau. Còn bây giờ cái điểm mua mới thì chưa có. Còn những cái mã cổ phiếu như là con CKG thì đây là mã phiếu vô cung, thì nó đánh lên chữ V như thế này thì chúng ta sẽ không có gì để phân tích được, tại vì chủ yếu cái này là mang những ý chí của tổ chức, chứ chúng ta cũng sẽ không đoán được ở đâu là vùng cung, đâu là vùng cầu của nó, tại vì nó không có đi theo quy luật về cung cầu, nên chúng ta cứ quan sát và nắm giữ thêm. Còn cái điểm mua mới thực chất ở đây là cái điểm chốt lãi, không phải điểm mua, thì nó bước vào quá trình chạy rút. Anh chị thấy này, cái đoạn này này nó tăng như thế này là cái lúc chúng ta chốt, không phải là những lúc chúng ta mua đúng không ạ? Những lúc chúng ta mua là những vùng mà nhà đầu tư chán nản này tích lũy sideways là lúc chúng ta mua, còn khi mà có những trạng thái mà nó chạy rung như này là những vùng chúng ta bán, hay là vùng VIC này các chị thấy này, cái điểm bán của nó tốt như là gì? Trong những giai đoạn chạy rút, hoặc là nhà đầu tư nào mình phân tích được những phiên uptick 3 thì bán uptick 3, hoặc là mẫu hình hai đỉnh hoặc là vai đầu vai gì đó thì chúng ta sẽ bán. Còn những cái trạng thái mà như con CKG này thì chúng ta cũng sẽ phù hợp để bán, chứ nhà đầu tư mình hạn chế mua đuổi. Còn những mã cổ phiếu như là con IDJ thì sao? IDJ đoạn này cũng bật tăng khá là mạnh nhưng nó gặp lại cản, nó cũng bị bán ngược trở lại này, con bán cũng lớn này, nên trong đoạn này chúng ta cứ nắm giữ. Còn nếu mà mã phiếu này muốn đi lên mạnh ấy thì nhất nó phải tạo ra cái vai bên phải của nó này đó, nó tạo ra cái mẫu hình lớn ấy là con giá 15 16, và anh chị thấy mà giai đoạn mà lúc mà thị trường điều chỉnh xong ấy nó tạo ra chu kỳ mới thì cái nhịp sóng phía sau mới là nhịp sóng mạnh. Nên chị lưu ý đối với IDJ này, nếu mà nó điều chỉnh ấy mà nó quay về vùng 15 16 để tạo ra mẫu hình vai đầu vai thì giai đoạn phía sau sẽ là điểm mua chuẩn nhất đối với mã phiếu IDJ. Còn bây giờ cái điểm mua mới của nó thì chưa có, chúng ta cứ chờ đợi xem nó quay lại retest cái này thành công hay không, rồi chúng ta sẽ tham gia khi nó xuất hiện những cái điểm backtest thành công. Ví dụ như đoạn phía trước đây, ví dụ như ở đây nó tăng lên này, anh chị thấy này, một cái nhịp giảm này và tăng lên này, tạo ra mẫu hình gì ạ? Mẫu hình vai đầu vai này đúng không ạ? Đây là mẫu hình này, vai trái này, đây là gì ạ? Đây là đầu này đúng không ạ? Và đây là vai phải này, và rũ bỏ thành công tạo ra vai đầu vai, sau nó sẽ bắt đầu bước vào cái quá trình gọi là chạy mạnh của nó. Nên chúng ta cứ chờ đợi xem giai đoạn phía sau nó cân bằng lại không, chúng ta mới tham gia, chứ bây giờ nó gặp lại cản thì không phải là vùng mua đúng không ạ? Gặp lại cản nhưng tôi có lãi thì cũng nên chút lại bớt, chờ đợi nó retest lại vùng hỗ trợ thành công thì chúng ta sẽ cover lại hàng đúng không ạ? Nên quan sát theo đối với IDJ hoặc là canh chút lại bớt, điểm mua mới cũng chưa có. Rồi tiếp tục là còn HDC, HDC thì trên line của nó vẫn trên line tăng, dòng tiền vào cũng khá rạc, bây giờ nó gặp lại cản thì nhìn chung ấy chúng ta cứ nắm giữ thêm. Nếu ngày mai nó gãy nền, ví dụ như ở đây nó gãy vùng giá đâu khoảng là thấp nhất của nó là 51.7 là những vùng hỗ trợ của nó đúng không ạ? Nếu mà nó gãy khỏi những cái phiên gọi là break này thì chứng tỏ nó break không thành công, thì chúng ta sẽ canh chúng ta hạ ra, chứ bây giờ cái điểm mua mới đó DC chưa có. Còn những cái điểm em mua thực chất là mua những cái điểm dưới nền như này này, những phiên tích cung hầu như ở đây cũng lại lại trên 7%, thì bây giờ nó gãy nền thì chúng ta sẽ canh chặn lãi, và thực chất lên trên đây cũng đã chốt tới 1/2, nên hầu như cái mà cổ phiếu mà anh chị mua vị thế tốt thì anh chị sẽ chọn được những điểm bán khá là tốt, và anh chị cũng sẽ không hoảng loạn với thị trường. Nên quan trọng khi anh chị tham gia thì anh chị phải chọn điểm mua đúng trước cái đã, rồi sau đó anh chị phải tuân thủ những điểm mua bán là anh chị sẽ thành công trên thị trường, và nguyên tắc là cái việc quan trọng nhất trong thị trường này, nên cứ tuân thủ nguyên tắc trong thị trường này thì chúng ta sẽ không sợ thị trường chỉnh, chúng ta chỉ tập trung vào cổ phiếu thôi, tại vì chúng ta mua là mua cổ phiếu không phải mua vờ đi. Thì đối với con HDC này vẫn có thể giữ được, còn nếu nó gãy nền vùng giá đó khoảng là 51.7
51.7 thì chúng ta sẽ cân hạ ra. Còn bây giờ điểm mua mới của nó thì chưa có, tại vì vùng này nó cân bằng, nhưng anh chị thấy con của nó khá lớn, nó cân bằng, nó phải cạn cung nó mới tăng. Ví dụ anh chị thấy là cái đoạn nào sẽ tăng, ví dụ ở đây dòng tiền vào này, nhưng mà khi nó cân bằng này anh chị thấy này, nó phải cạn cung như này này nó mới tăng, đúng là nó phải cạn cung lại, nó sụt lên nó mới tăng. Hay đoạn này anh chị thấy này, trước khi nó break lên sao thì nó phải cạn cung, đúng là đó, nó phải cạn cung. Còn bây giờ anh chị thấy nó cân bằng nhưng nó không cạn cung thì đoạn này nó phải rũ bỏ hoặc nó sẽ tích lũy trở lại, chúng ta mới có điểm mua. Còn bây giờ thực chất ấy chưa điểm mua mới đấy. DC KDH thì đoạn này nhìn chung ấy nó giao dịch cũng tương đối lỏng lẻo, các chị thấy này, đầu cũng tăng cái tiền giảm, đầu tiên tăng cái tiền giảm, mà vol của nó cứ đều đều, chúng ta sẽ không phân tích được cung cầu. Thì những mã phiếu nào nó mang những trạng thái gọi là bao cung ấy thì chúng ta sẽ hạn chế tham gia, tại vì chúng ta không phân tích được. Tiếp tục những cái mã cổ phiếu như SCR thì hôm nay cũng tăng 2%, nhưng chung nó gặp lại cái cản trước này, nó cũng bị bán ngược trở lại. Thì đối với mã phiếu này cũng xuất hiện nô điện 3, nhưng nó đóng cửa trên MA20 thì nó sẽ mạnh hơn so với mã phiếu đóng cửa dưới MA20. Thì chúng ta cứ quan sát thêm những cái dòng phía sau nó cân bằng trở lại được thì chúng ta sẽ tham gia mua mới. Còn bây giờ vẫn chưa điểm mua đối với SCR. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như con CRE đi, CRE nhìn chung nó cũng khá là bao cung nên chúng ta sẽ không phân tích nhiều. Có thì chúng ta cứ nắm giữ thêm. Còn những mã cổ phiếu dòng bất động sản công nghiệp như là VGC này thì dòng tiền em đánh giá nó chưa thoát ra. Tại vì sao dòng tiền chưa thoát ra? Tại vì anh chị thấy này, nó đi lên nhưng nó có những cái vol nào mà bán lớn hay bị phân phối chưa? Thực chất nó chưa có vol phân phối, nó muốn phân phối nó cũng phải tạo ra quá trình. Ví dụ ở đây đi, nó có hình chữ V được không? Thực chất không rơi hình chữ V được, nên ngày mai nếu mà nó cung rắc thì chúng ta vẫn có thể giữ được. Giỏi lắm nó rủ về đâu, nó rủ về 63 64 này rồi bắt đầu nó phải tạo ra hai đỉnh thì nó mới rơi, chứ rất khó khó để có thể rơi một về mà xuống cái vùng giá là khoảng 40, đúng không? Nên đây chúng ta chưa có điểm gọi là điểm mua mới, nhưng mà ở đây cái điểm bán của nó cũng chưa có điểm bán, tại vì thực chất ở đây nó cũng chưa có tạo ra một hình hai đỉnh, nên chúng ta nắm giữ và quan sát thêm. Còn cái trên xu thế của nó vẫn trên xu thế tăng này, đúng không ạ? Và ở đây nếu mẫu hình của nó thì anh chị thấy mẫu hình của nó là mẫu hình gì ạ? Đây là mẫu hình cấp tay cầm này, dòng tiền và xác nhận đánh lên liên tục như này thì dòng tiền chưa thoát ra thì chúng ta vẫn cứ nắm, khi nào dòng tiền thoát ra chúng ta sẽ thoát. Tiếp tục là IDC thì sao? IDC thì vol của nó hơi lớn, nhìn chung vùng này cái vol của nó cũng bé nhưng đánh lên như này là tốt, thì nó gặp lại cản nên tốt, điều chỉnh là việc hết sức bình thường. Nếu ngày mai mà thị trường có rung lắc ấy thì đánh giá nó cũng sẽ không có đi tới sau, cùng lắm nó sẽ quay về đỉnh trước của nó qua đồng giá 63, 64 và cân bằng lại thêm. Nên đầu tư là mình có cứ nắm giữ. Còn muốn mua mới thực chất ấy chúng ta phải chờ đợi nó tích lũy trở lại chúng ta mới mua, chứ không phải là thấy nó đi lên như này bắt đầu nó rơi trở lại, chúng ta thấy này bắt và những con dao rơi thì nó rất là khó chịu, đúng mà. Khi nào mà mã phiếu nó muốn lên thì nó phải cần cân bằng lại thì chúng ta sẽ mua, vùng cân bằng nó sẽ an toàn, đúng mà. Hay mẫu hình đảo chiều chúng ta sẽ mua an toàn hơn, chúng ta đừng có mua thêm một cái chiều giảm của cổ phiếu, tại vì khi mà chúng ta bắt phải những cái điểm rơi của cổ phiếu thì chúng ta cũng đâu biết là đâu là đáy của cổ phiếu đâu, và chẳng ai trên thị trường này biết đâu là đáy và đâu là đỉnh. Nên chúng ta cứ tuân thủ theo nguyên tắc mà chúng ta đầu tư, khi nào có cân bằng đủ điều kiện mua, có dùng tiền tích lũy đủ, đúng mà, rồi có những cái phiên sụp ly tích cung chúng ta tham gia. Chứ bây giờ nó chưa có những cái điều kiện mua thì chúng ta chưa mua, nên chúng ta cũng sẽ không mua trong những cái lúc mà thị trường rơi, nên quan sát thêm với IDC nắm giữ được, trên vẫn là trên trên tăng. Tiếp tục là SJC sao? SJC nhìn chung là gì thế này cũng khá là mạnh này, dòng tiền đẩy lên liên tục khi nó giảm về nền, thì ở mã phiếu này nó gặp lại cản nó sẽ cần tích lũy sẽ quay thêm, khả năng sẽ tạo ra cái nền tảng số 3 thì chúng ta sẽ tham gia nền tảng số 3. Còn bây giờ chúng ta cứ quan sát và nắm giữ thêm với SJC. Tiếp tục ấy là những cái mã cổ phiếu như BHR này, KBC đi. KBC thì giai đoạn phía trước cũng đã nói nhau tư mình khá nhiều rồi, đúng không ạ? KBC thì nó yếu hơn so với những mã cổ phiếu khác, ở đây nó phân kỳ âm này, một đỉnh hai đỉnh, đúng không ạ? Và ở đây khả năng nó sẽ tạo ra đỉnh thứ ba. Nếu mà cái mã phiếu này KBC đánh thủng khỏi vùng giá đó khoảng là 35 thì nhà đầu tư mình phải cẩn trọng. Tại vì sao? Nếu đánh thủng 35 thì khả năng sẽ tạo ra mẫu hình đảo chiều, xu thế là mẫu hình vai đầu vai ngược, đúng không ạ? Nếu mà nó gãy 35 vào lớn thì nhà đầu tư mình phải hạ ra. Còn bây giờ đánh giá nó vẫn là cái vùng tích lũy và sideways, quay nó chưa rõ xu hướng thì chúng ta cứ chờ đợi và quan sát xem nó vận hành như thế nào. Còn bây giờ cái điểm mua mới thực chất chưa có đối với KBC, tại vì cái biên độ dao động của nó khá là lỏng. Tiếp tục là BHR này, cũng là dòng bất động sản công nghiệp này. BR nhìn chung đoạn này nó cũng tạo ra mẫu hình VCB lưu hẹp, nhưng chị thấy này, cái vol của nó cũng chưa đặt lắm, thì chờ đợi dòng phía sau xem nó cân bằng hay không. Nếu mà thị trường chỉnh con BR không chỉnh thì chúng ta sẽ tham gia đoạn sau, nên chị lưu ý được đối với BR đoạn tới nếu mà thị trường chỉnh nó không chỉnh nha. Còn nếu mà thị trường chỉnh nó chỉnh chung mà nó chỉnh mạnh hiện trường thì chúng ta sẽ không tham gia, tại vì nó cũng sẽ bắt đầu nó tạo ra mẫu hình hai đỉnh. Còn nếu mà nó cân bằng được thì nó sẽ tạo ra mẫu hình VCB, nên chúng ta cứ chờ đợi dòng tiền vào xác nhận chúng ta sẽ tham gia. Và tại vì sao phải cần dùng tiền và xác nhận? Em ví dụ ở đây đi, cái gì thấy rõ ràng này, mẫu hình cốc tay cầm này, đây cốc này, và đây là tay cầm này, đúng không ạ? Thì sau đó mới bắt đầu này có dùng tiền vào này xác nhận này nó mới đi lên. Nhưng ở đây anh chị thấy này, nó cũng là cái cốc, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây cái gì thấy này, cái tay cầm,
Đúng rồi, nhưng mà dòng tiền không vào này, dòng tiền có vào đâu thì sao, thì nó rơi trở lại. Nên chúng ta phải lưu ý rằng khi nào mẫu hình hành thành chúng ta mới tham gia, chúng ta chỉ không nên tham gia trước đối với thị trường hay là một mã phiếu nào đó khi nó chưa có dòng tiền. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng dầu khí đi. Dòng dầu khí thì đánh giá giai đoạn này chúng ta sẽ canh lại đối với những mã phiếu như BBD này. Tại vì sao? Tại vì cái trend trung hạn của nó thì cũng đã bắt đầu nó bứt phá khỏi trên trung hạn của nó, thì em chỉ thấy đây là cái bứt phá cái trên trung hạn của nó, dòng tiền cũng đã vào quyết liệt này. Và đặc biệt giai đoạn phía sau nó cũng sẽ có những cái câu chuyện về ôm lô B nó kéo dài đến 2025 ấy, thì hầu như những cái mã phiếu như BVD, BVS, những mã phiếu đầu nguồn nó sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Và những nhịp điều chỉnh này em cũng đã nói với nhà đầu tư mình khá là nhiều lần, tại vì sao nó gặp đáy cản thì khả năng sẽ điều chỉnh về đâu, thì khi mà mã phiếu muốn lên nó gặp đáy cản này thì ít nhất ấy, nó phải điều chỉnh về đường EMA 20 là quanh vùng giá đâu khoảng là 18. Và ở đây chị thấy là có một cái gì nó mở ra ở đây, nó sẽ có những cái gap này nó mở ra ở đây này. Nếu mà nó retest vùng giá 18, 19 là những vùng hợp lý, đúng không ạ? Để retest lại, nếu nó quay lại retest thành công sẽ là những điểm mua mới để mà cổ phiếu BVD trong giai đoạn sắp tới. Tại vì chị thấy cái nền của nó theo cái chặt tuần ấy, thì đây là những điểm gọi là backtop FU theo những mẫu hình VSA chứ không phải là những cái trạng thái gọi là gãy trên của nó. Nên chị thấy ở đây là những cái điểm này SC này, đúng không ạ? ARST đây là Spring, thì khi nó đi lên nó gặp lại cản trước thì nó sẽ tạo ra những cái vùng gọi là cái vùng kháng cự, thì nó được gọi là những cái vùng đi ngang để hấp thụ lại lượng cung qua vùng đỉnh trước, thì nó gọi theo cách chuyên sâu nhất gọi là backtop FU. Nên nhà đầu tư mình thấy ở đây nó đã vượt cái chân trung hạn, nhầm tiền vào thì chúng ta cứ nắm giữ thêm nếu nhà đầu tư là đánh trung về trung hạn. Còn nếu mà nhà đầu tư là mình đánh ngắn hạn thì ở đây mình canh mình thả ra bớt, rồi khi nào nó quay lại lắp ráp cân bằng lại thì mình sẽ vào lại dòng mới. Nên đối với mã phiếu BVD này, cái view của em thì khả năng sẽ quay về nó retest gap, nó cân bằng thêm một thời gian sẽ là điểm mua tiềm năng đối mặt cổ phiếu BVD này. Nên lưu ý dần đến BVD ở đoạn phía sau. BVS nó cũng tương tự như vậy này, các anh chị nhìn vào cái chặt tuần của nó thì nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không ạ? Thì đây cũng là những cái mẫu hình lớn của nó tích lũy đủ lớn mà nó chưa tăng đủ, theo những cái mẫu hình tích lũy của nó thì đánh giá giai đoạn phía sau ấy, khả năng có sẽ có những con sóng dầu khí mà những mã phiếu hưởng lợi nhiều nhất là những mã cổ phiếu có câu chuyện theo những cái dự án ôm lô B. Thì đối với những cái mã cổ phiếu như con BVS này thì giai đoạn phía sau nó sẽ cân bằng thêm, hoặc là đối với mã phiếu này ấy, nếu mà nó có chỉnh theo thị trường ấy, thì khả năng sẽ chỉnh về đâu, nó chỉnh cùng lắm là về 25, nên chúng ta cứ chờ đợi nó chỉnh về 25 hoặc là về vùng giá 24 gì đó, nó tích lũy đâu khoảng là 4 5 viên chúng ta sẽ có điểm mua mới. Còn bây giờ chưa điểm mua đối với BVS, cứ chờ đợi nó cân bằng thêm. Còn những mã cổ phiếu gọi là cuối nguồn thì là yếu hơn, thì đối với con BR thì nhìn chung ở đây cái trend xu thế của nó vẫn là cái trend xu thế đi ngang, đúng không ạ? Mẫu hình này đang hình thành mẫu hình VCB thu hẹp nhưng dòng tiền vẫn chưa vào đánh. Khi nào có dòng tiền vào đánh thì chúng ta tham gia, nếu ở đây nó vượt vùng giá đâu khoảng là 26.5 đi, mà cái vol của nó ít nhất là khoảng trên 30 triệu cổ phiếu, thì đó sẽ là điểm mua chính đối mặt cổ phiếu BR. Còn bây giờ chưa điểm mua đối với BR. OL thì cũng đang hình thành mô hình cốc tay cầm, đúng mà, thì đây nó cũng đang có sự đồng thuận về dòng dầu khí, nhưng ở đây dòng dầu khí nó đang thiếu là thiếu gì? Nó thiếu cái dòng tiền. Khi nào dòng tiền vào đánh chúng ta sẽ tham gia. Còn bây giờ chưa điểm mua mới, tại vì chị biết rằng ấy, khi mà một cái dòng nó đánh thì nó sẽ đánh cùng một dòng, dòng tiền sẽ luân phiên dịch chuyển từ mã cổ phiếu này sang cổ phiếu khác. Nên chị thấy khi mà một cái dòng nó sẽ chạy lần lượt theo. Nên khi nào mà cái dòng này nó phát tín hiệu từ con BR hay OL chúng ta sẽ tham gia, đúng không ạ? Nếu mà con BR phát tín hiệu trước chúng ta sẽ tham gia OL, nếu BVD phát hiện tín hiệu trước thì chúng ta sẽ tham gia những cái mã cổ phiếu phía sau của nó như BVS hoặc là BVC. Nên chúng ta cũng sẽ không đón làm gì. Khi nào có dòng tiền vào ít nhất đối với mã cổ phiếu OL là 5 triệu cổ phiếu trở lên thì chúng ta sẽ tham gia để chúng ta nắm giữ. Ví dụ như ở đây chị thấy cốc tay cầm này dòng tiền vào thì chúng ta sẽ tham gia được điểm nào, đây là điểm pivot chúng ta vào này, đúng không ạ? Còn khi ở đây chị thấy cốc tay cầm dòng tiền không vào thì nó lại rơi, nên chúng ta phải chờ cái dòng tiền thì chúng ta sẽ vào an toàn hơn. Tiếp tục là mã cổ phiếu như là con gáp gáp thì nó gặp đại cản rồi thì chúng ta sẽ canh chúng ta bán chứ không phải lúc chúng ta mua. Thì đó mã phiếu này thì khả năng sẽ quay về nó retest lại những cái vùng đó khoảng là 112, còn điểm mua mới thì chúng ta chưa có. BVC hôm nay cũng khá là mạnh này, BVC thì nhìn chung nó có dòng tiền vào này, mẫu hình ba đáy này đánh lên thì khả năng sẽ quay về để nó retest lại cái vùng gọi là gap trước của nó. Thì khi nó quay lại retest gap vùng giá 20 công, chúng ta sẽ chờ đợi xem phía sau nó có cạn cung hay không, chúng ta sẽ tham gia. Chứ bây giờ cái điểm mua mới đó, BVC thì chưa có. BLX thì nó là mã phiếu trụ, thì nhìn chung ở đây nó có những trạng thái nặng hơn so với những mã phiếu khác. Nhà đầu tư là muốn an toàn thì BLX là lựa chọn tham gia dòng phía trước an toàn. Còn cái điểm mua của nó thực chất ấy, nó đánh lên cũng khá là chậm nên đối với nhà mã phiếu này phù hợp việc nắm giữ, chứ điểm mua mới cũng chưa có. Còn những mã cổ phiếu như BLC thì cũng tương tự như vậy, nhìn chung BLC thì nó bao cũng hơn, cái biên độ dao động của nó lỏng thì chúng ta hạn chế tham gia, cứ quan sát đối với BLC. Tiếp tục là chúng ta sẽ qua dòng bán lẻ đi. Bán lẻ hôm nay chạy khá là mạnh này, nhưng mà WG này, đúng không ạ? Thì hôm nay chỉ có MWG nó kéo, nhưng mà những mã phiếu khác thì nó bị xả lại khá là mạnh, đúng không ạ? Thì có MWG này mẫu hình của nó là một một đáy hai đáy dòng tiền vẫn lên thì đâu điểm tham gia, thì những cái điểm mua nó là điểm pivot này và điểm này là điểm mua mẫu hình ba đáy, đúng không ạ?
Còn bây giờ đi lên như này chúng ta cứ nắm giữ hoặc là canh chốt lại dần theo chiều tăng của nó. Còn bây giờ chúng ta muốn mua thì chưa có điểm mua mới. Nếu thị trường chỉnh em đánh giá khung MLG nó vẫn tiếp tục nó kéo xanh. Tiếp tục con FPT nó cũng tương tự như vậy, nhìn chung với con FPT với MLG là chung một phân. Mẫu hình cũng là vai đầu vai này, điểm mua nó điểm mua này đúng mà. Nhìn chung ấy bây giờ nó gặp lại cản thì sẽ cần sẽ quay thêm. Thị trường chỉnh em đánh giá những mã phiếu này vẫn nắm giữ được tại vì nó là mã phiếu chủ nó cũng sẽ không biến động nhiều. Còn những cái mã cổ phiếu như DZWORLD thì sao? DZWORLD cũng bắt đầu nó bật tăng này nhưng mà bây giờ nó gặp lại cản thì nó phù hợp với việc chốt lãi hơn. Còn cái điểm mua mới của nó thật chất chưa có, nó chưa đủ độ cân bằng và cái yếu tố của nó hơi lỏng lẻo nên chúng ta không có mua được. Chốt lại phù hợp hơn với việc mua mới. BNG đoạn này cũng dao động cho nó lỏng lẻo này thì nhìn chung đó mặt chỗ này nó gặp lại cản thì cần sẽ quay thêm. Điểm mua mới cũng chưa có đối với BNC và đối với mặt phía này đánh giá nó cũng mang những trạng thái bị điều tiết bởi tổ chức nhiều hơn. Nếu chúng ta hạn chế tham gia những mã phiếu nào không phân tích được cung cầu. Còn con bé này thì thật chắc nó đánh ngược với thị trường chỉnh mà nó có chỉnh đâu đúng không ạ? Dòng tiền vào thì dòng tiền này dòng tiền của ai đúng không ạ? Khi nó gặp lại cản thì yếu tố điều chỉnh với vol như này là việc hết sức bình thường. Nếu nó điều chỉnh nhiều lắm thì chủ yếu cũng sẽ quay về nó retest vùng giá đâu khoảng 38-39. Nếu retest thành công cái vol của nó thấp lại thì sẽ tiếp tục cái chu kỳ tăng. Đối với mã phiếu bé này chúng ta cứ nắm giữ thêm. Còn cái điểm mua chuẩn của nó thì chúng ta chờ đợi nó tích lũy ở giai đoạn phía sau. Nếu tích lũy vùng này này chúng ta sẽ tham gia. Thì đối với mã phiếu này nó cũng có những cái gap down mở ra này thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó quay lại nó lắp cái gap down này qua vùng giá đâu khoảng là 50 52 ấy. Nếu đoạn phía sau nó chỉnh về 38 hoặc và yếu tố cản cũng như lại là những điểm mua mới đối với bé nên có thể là lưu ý dần để mà cổ phiếu này này mã phiếu này giá cũng tương đối mạnh này. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng thép đi. Dòng thép đoạn này thì khả năng ấy nó gặp lại cái cản trước của nó này thì nó sẽ cần tích lũy hoặc là rũ bỏ thì cùng lắm là rũ bỏ về vùng giá 18 19 nên đầu tư là mình có cái nắm giữ. Còn cái điểm mua, mua mới đấy mà cổ phiếu HG thì chúng ta chưa điểm mua, chúng ta chờ đợi xích biên trở lại qua vùng giá 18 19 đi thì chúng ta sẽ có điểm mua. Ở đây cũng là mẫu hình hai đáy này nó đánh tương tự như con VCI đoạn trước ấy. Giống như VCI này chị thấy này hay là con Vinamilk ấy. Đây giống như Vinamilk đoạn trước ấy. Đây nó tích lũy này, hai đáy đi lên này, dòng tiền vào này cũng cân bằng này. Thì anh chị thấy là tạo ra một đỉnh này, hai đỉnh này nó phải đổ bộ pha sâu như thế này này mới bắt đầu nó kéo lên liên tục này. Thì có hai lần kỳ vọng nó sẽ có cái pha gọi là giảm điểm mạnh về 18-19 sau đó bắt đầu kéo lên thì đó sẽ là những điểm mua chuẩn quanh vùng giá 18-19 rũ bỏ thành công. Nhưng chị lưu ý một điều đó, là vol phải càng, các chị nhìn qua con Vinamilk nha, vol phải càng thì nó mới sao nó mới bắt đầu nó vào phơm được chứ vol của nó lớn thì nó sẽ gãy giống như con hút đấy. Nếu mà vol của nó lớn như thế này này, đây nó gãy rũ một vol lớn như này nó sẽ bắt đầu nó gãy thêm nhịp nữa giống như con hút nên lưu ý xem ấy, những phía sau ấy cái con gọi là HG có rũ bỏ vol càng hay không. Rũ bỏ con cạn thì sẽ là những điểm mua mới đối với dòng thép tại vì dòng này chưa lên nhiều, thực chất thị trường phục hồi gần 100 điểm nó tăng có nhiêu đâu đúng không ạ, nên ta lưu ý được đối với cổ phiếu SG đằng sau đây sẽ là một cái mã tiềm năng nếu mà nó điều chỉnh gần giá 18-19 là những điểm mua em đánh giá tương đối là hợp lý. Tiếp tục là con Nam Kim thì cũng tương tự như vậy, thực chất mô hình của nó này một đỉnh hai đỉnh ba đỉnh khả năng nó điều chỉnh thì sao, nó điều chỉnh về đâu, nó điều chỉnh về giá đâu cả 20 thì lúc nó chỉnh về 20 là cơ hội chúng ta tham gia đoạn phía sau nên lưu ý dần với mã cổ phiếu của Nam Kim. HBG nhìn chung mấy đoạn này chỉnh cũng sẽ cần hôm sau cả nó chỉnh thì nó sẽ chỉnh về vùng giá nhiêu, nó chỉnh về vùng giá đâu khoảng là 21-22 là cùng nên ta cứ nắm giữ quan sát thêm với HBG. Còn cái điểm mua mới đối với mã phiếu này thì đánh giá giai đoạn phía sau sẽ là điểm mua khá là chuẩn với mã cổ phiếu HBG. Còn những mã cổ phiếu dùng chứng khoán thì không phù hợp để mua thì những cái phim trước cũng đã nói nhau tôi mình khá là nhiều phù hợp với việc chốt lãi nhiều hơn đúng không ạ, nếu nó tăng lên đây cái vol tăng mà giá của nó không tăng các chị thấy những cái vol bán lớn như này thì ai là người bán, nhà đầu tư mình làm gì có đủ hàng để bán được cái phiên đó khoảng là gần 7 triệu cổ phiếu đó mà từ đáy phục hồi đi lên thì anh chị thấy này bao nhiêu nhà đầu tư có lãi đúng không ạ, rất ít nhà đầu tư có lãi nhưng mà ở đây vol bán lại lớn thì là vol bán của ai, nên có dòng tiền thoát ra và nó gặp lại cản thì chúng ta sẽ canh chúng ta hạ ra bớt cho an toàn. Nếu ở đây là SC thì đây chỉ là AR nên chúng ta lưu ý những cái sự mà nó phục hồi như này do nhà đầu tư kỳ vọng về cái việc mà giao dịch T cộng 2 nhưng mình chỉ thấy rõ ràng là những tin tức ra và khi nó bắt đầu thực hiện thì cũng đã phản ánh vào giá rồi nên chúng ta cũng sẽ không kỳ vọng nhiều đối với VCI. Đoạn này chúng ta có thì chúng ta cứ canh bán ra cho an toàn khi nó gặp lại cản trước, còn điểm mua mới chưa có tại vì chỉ biết khi một cái mã phiếu nó rơi đi thì nó sẽ có hồi, nó rơi thì nó sẽ có hồi đúng không ạ, nó rơi nó sẽ có hồi nên đây chỉ là nhịp hồi không phải nhịp tăng, khi nào nó tích lũy trở lại chúng ta sẽ tham gia đoạn sau. VND nó cũng tương tự như vậy, nhìn chung nó gặp lại cản thì chúng ta sẽ canh hạ ra toàn cái điểm mua mới đó VND chưa có. Nhìn chung nếu mà cái này muốn tăng ấy, thì nó phải chỉnh về đâu? Thì nó phải chỉnh về giá đâu khoảng là 20 21 gì đó tạo ra mô hình vai đầu vai thì chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta tham gia đoạn sau. Còn bây giờ cái điểm mua mới đó VND thì chúng ta quan sát thêm. Còn có cứ nắm giữ, còn nếu mà phiếu này nó gãy bao nhiêu thì chúng ta bán. Nó gãy vùng hỗ trợ mạnh nhất của nó là vùng giá 21.5. Nếu gãy 21.5 thì chúng ta sẽ canh hạ ra. Với cái vol của nó lớn thì quanh 30 triệu cổ phiếu thì khả năng sẽ gãy về giá sâu hơn. Nên đối mặt phiếu này nếu mà nó gãy với vol lớn
quanh vùng giá 20 hay 1.5 chúng ta phải hạ ra. Còn bây giờ cái điểm mua mới đối với VND chưa có này. SSI hôm nay nó cũng tương tự như VND, hầu như là chứng khoán nó vận động tương tự nhau, nó gặp lại cản mà cái vòng của nó hơi lớn. Thì đối với mã phiếu này cái hỗ trợ gần nhất của nó là cái điểm thấp nhất của cái nền là 25 23 23.8, thì anh chị đặt đặt những stop loss vùng giá gọi là 23.5. Nếu mà phiếu này nó gãy nền với vòng lớn ít nhất là 20 triệu cổ phiếu trở lên đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bán ra luôn đối với SSI. Còn bây giờ chúng ta vẫn có thể nắm giữ đúng không ạ? Thì chúng ta phải đặt ra những mức chặn lãi hoặc là những cái mức stop loss nếu nhà đầu tư mua sai điểm. Em cũng đã giải thích với nhà đầu tư rồi đúng không ạ? Nguyên tắc trong thị trường này là chúng ta phải cắt lỗ khi mà mã cổ phiếu nó vi phạm những điểm cắt lỗ của chúng ta. Thà chúng ta đau một lần rồi thôi, chúng đừng có để chúng ta đau hoài đúng không ạ? Nên chúng ta cứ quản trị rủi ro sao cho tốt, quan trọng là cái nguyên tắc của chúng ta mua bán hợp lý hay không. HCM đoạn này cũng đã gặp lại cản, thì ở đây nó cũng tương tự như những mã phiếu khác đúng không ạ? Đây cái vol tăng nhưng mà giá không tăng này chứng tỏ đây cái lực bán ra nhiều hơn này. Anh chị đánh giá một cái mã cổ phiếu đi, anh chị thấy tại vì sao ở đây này nó tăng hầu như ấy là trần nhưng mà nó chỉ cần 10 triệu cổ phiếu, nhưng ở đây anh chị thấy này nó tăng đâu khoảng là 4,81% mà lên tới 16 triệu cổ phiếu, thì ở đây lực bán nhiều hơn hay lực mua nhiều hơn? Nó có những sự nghịch lý về giá khối lượng đúng không ạ? Thì chứng tỏ ở đây là cái lực bán nó nhiều hơn, chứ cái lực bán nó ít hơn sao thì nó cũng đạt đâu khoảng là 5 triệu cổ phiếu nó đã trần rồi đúng không ạ? Chứ không phải là lên đến 10 16 triệu cổ phiếu mà nó không trần. Đó mà các chị có thể đặt ra câu hỏi tại vì sao đây này, nó có một phiên tăng đâu khoảng 6 triệu cổ phiếu mà tăng trần. Các bạn tại vì sao ở đây nó lại tăng ít như thế, tại vì cái nguồn cung không có. Nhưng mà ở đây cái lực cung bắt đầu lớn hơn, nên đó là tín hiệu rủi ro khi xuất hiện những phiên này thì chúng ta sẽ canh, chúng ta hạ ra thì chịu tăng. Còn giờ thực chất cái điểm mua mới của nó chưa có, các chị nhìn qua cái đường RSI đi, qua cái điểm quá mua rồi. MACD cũng đã cắt xuống, hôm nay cái volume bán cũng khá là lớn đúng không ạ? Thì khả năng ngày mai nó sẽ gãy nền khá là cao. Nên đối với mã phiếu này chúng ta chưa đi mua mới. Chúng ta có thì chúng ta cứ nắm giữ hoặc canh hạ ra bớt cho ăn to. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng dòng ngân hàng đi. Ngân hàng chúng ta sẽ đi qua một vài mã như là con ACB đi. ACB nhìn chung cũng đã quay về lắp ráp thành công. Đoạn này cái volume bán của nó cũng lớn này. Thì đối với mã phiếu này em đánh giá nó sẽ có những nhịp điều chỉnh để quay về retest cái đáy trước của nó trước khi nó bật tăng. Thì cái đáy trước của nó ở đâu? 24. Thì quan sát thêm đối với ACB, nếu quay lại retest 24 thành công và cân bằng được chúng ta sẽ tham gia. Còn bây giờ chưa điểm mua. BID đoạn này nhìn chung đây nè, mẫu hình này một đỉnh này hai đỉnh, thì khả năng ở đây là đỉnh thứ ba, nó bắt đầu nó bull trap lên trở lại đúng không ạ? Thì nhìn chung đây nhà đầu tư mua cũng khá là nhiều, nhưng cái điểm mua này cuối phiên nó bị giảm ngược trở lại. Tại vì sao đây? Không phải điểm mua, tại vì nó có đủ độ cân bằng đâu, có gì thế dao động khá lỏng lẻo này, thì làm sao chúng ta mua đúng không ạ? Khi nào giao đoạn công bằng đi chúng ta sẽ tham gia nó an toàn hơn. Và bây giờ chưa điểm mua mới, quan sát thêm nữa mã cổ phiếu gọi là BID. Còn nếu mà phiếu này nó retest vùng giá đâu khoảng là thấp nhất của nó là vùng hỗ trợ là 38, nếu mà nó gãy 38 còn lớn thì chúng ta sẽ hạ ra. Còn gì giờ điểm mua mới của nó chưa có, thì kỳ vọng nếu mà phiếu này muốn tăng thì nó sẽ tạo cái biên xe quay, nó tạo ra chiếc hộp đa vát, thì kỳ vọng sẽ quay về retest vùng giá 36 37 ấy, rồi tạo ra cái biên xe quay chúng ta sẽ tham gia đoạn sau. Chứ bây giờ cái điểm mua mới nó BID chưa có. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như là CTG. CTG nhìn chung cái trend xu thế của nó thì nó vẫn giữ trên tay tăng trong ngắn hạn, nhưng hôm nay nó cũng bị bắt đầu bán ngược lại, nó đang phân kỳ âm này, đỉnh sau đang thấp hơn đỉnh trước, thì khả năng ngày mai nó sẽ có nhịp gãy để quay về retest 27 27.5. Nếu quay lại retest 27.5 thành công thì chúng ta sẽ nắm giữ, còn nếu nó gãy 27.5 với con lớn luôn thì chúng ta sẽ hạ ra. Nên bây giờ quan sát thêm nó với CTG, điểm mua mới chưa có. MB thì trend xu thế vẫn trên là tăng nhưng nó gặp lại cản thì chúng ta sẽ canh hạ ra. Chứ bây giờ không phải là những điểm để chúng ta mua mới nữa, tại vì dao động khá lỏng lẻo như này nó đâu có tạo ra nền tảng cân bằng đâu để chúng ta tham gia. STB đoạn này chị thấy này, dòng tiền nó vào này hôm nay áp lực bán ra cũng lớn, nhìn chung ấy nếu mà nó gãy cái trên ngắn hạn như này với vốn lớn và nếu có nó gãy vùng giá đâu khoảng là 24 thì chúng ta sẽ bán ra. Còn bây giờ chúng ta vẫn có thể nắm giữ bình thường, nên quan sát xem cái phiên tiếp theo nó có cân bằng được hay không. Techcombank cũng khá là mạnh này, những mã phiếu này chúng ta có thể nắm về trung hạn được, thì có những mô hình lớn của nó là mô hình ba đáy này. Còn bây giờ cái điểm mua mới đấy vào cổ phiếu Techcombank thì chưa có. Tiếp tục là chúng ta sẽ đi qua một vài mã cổ phiếu của dòng dòng phân bón đi. Dòng phân bón thì dòng này cũng tăng khá là nhiều, nhưng mà những mã phiếu như DBM thì sao? DBM thì cũng đã tăng, thì khả năng ở đây nó sẽ tạo ra những điểm LBS. Thì ở đây chị thấy là cái biên nó đã tạo cái biên phân phối rồi, đánh tương tự như HSG lần trước ấy. Thì đâu là những điểm BC? Đây là những cái điểm BC này đúng không ạ? Rồi AR này, ST này, rồi đây là những điểm UTD cấp thấp 3 xuất hiện này, thì đây là LBS này, thì đây là sâu, thì đây khả năng sẽ tạo ra thêm một cái LBS nữa trước khi nó giảm giá đúng không ạ? Thì đối mặt cổ phiếu này chúng ta có, chúng ta cứ nắm giữ, khi nó tăng lên gặp kháng cự chúng ta sẽ canh, chúng ta chốt lại bớt. Còn ở đây hầu như không có điểm mua khi nó chạy đúng lúc. DCM cũng tương tự như vậy, nhìn chung ấy chúng ta sẽ canh, chúng ta bán khi nó chạy đúng lúc như thế này, còn điểm mua mới thì chưa có.
DGC thì hôm nay nó tăng lên nhưng gặp lại cản mạnh thì yếu tố bị bán lại vì hết sức bình thường. Nhìn chung mã phiếu này chúng ta vẫn có thể nắm giữ, và mã phiếu này đánh giá khi thị trường chỉnh thì khả năng sẽ tích lũy sideways thêm. Nên đầu tư mình quan sát xem mã phiếu này nó có cân bằng và vol thấp hại hay không. Còn bây giờ cái điểm mua mới của nó thì nó hơi lỏng lẻo nên chưa điểm mua mới. Tiếp tục là những mã cổ phiếu dòng bảo hiểm đi. Bảo hiểm thì những mã phiếu như BVA vẫn khá là đẹp này, dòng tiền vào tích lũy lượt thì chúng ta vẫn nắm giữ được này. MIG nắm giữ được hay không? Vẫn nắm giữ được, tại vì sao? Cái trên thế của nó vẫn trên xu hướng tăng này, đang tạo trên xu thế sideways này, nó cũng đang tích lũy trở lại đúng không ạ? Nên chung đó mã phiếu này này nó rũ bỏ nhưng cái vol của nó cứ cạn lại dần thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ. Còn bây giờ điểm mua mới của nó chưa có. BVH hôm nay thì trường chỉnh nó cũng đâu chỉnh nhiều đâu đúng không ạ? Nó lên nó gặp lại cản thì bị bán ngược trở lại vì hết sức bình thường. Em đánh giá phiên này là phiên hấp cung. Nếu mà có nhịp chỉnh nữa thì khả năng sẽ chỉnh về đâu? Nó chỉnh về vùng giá này này. Đây vùng giá đó khoảng là 55 56 ấy. Rồi sau đó cái vol cạn lại sẽ điểm tham gia mua mới đối với BVH. Tại vì đây nếu anh chị nhìn kỹ ấy, thì chị nhìn cái chặt tuần này nó là cái mẫu hình gọi là VDAY. Đúng không ạ? Cái mẫu hình VDAY này đầy đủ cái pha tích lũy của nó giống như đoạn nào đánh giống tương tự đoạn này này. Thì đánh giá giai đoạn phía sau nó sẽ có nhịp tăng. Đúng không ạ? Nếu mà lãi suất tăng thì những cái dòng bảo hiểm thì nó cũng sẽ được hưởng lợi khá là nhiều. Thì anh chị thấy rõ ràng là nó đang ở chỗ nào, nó đang ở những cái điểm gọi là test và đây là những cái điểm gọi là LBS của nó đúng không ạ? Chúng ta cứ quan sát độ phía sau xem nó có tích lũy đầy đủ hay không. Anh chị thấy rõ ràng là cái tuần này cũng đóng cửa một cái thanh ba khá là tốt đúng không ạ? Một phiên đối diện ba nó báo hiệu trạng thái cân bằng thêm thôi, chứ ở đây cái vol bán của nó có đâu. Đây anh chị thấy cái vol bán của nó cứ nhẹ nhẹ dần như này là sắp có nhịp tăng. Ví dụ anh chị thấy này, trước khi có nhịp tăng như này anh chị thấy giảm này, nhẹ 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 vol cạn cạn dần sao nhịp tăng đúng không ạ? Nhóm giá khả năng ấy nó sẽ có một cái nhịp và điều chỉnh để có thể là quay về retest gap của nó. Nên quan sát thêm với BBH, đoạn sau sẽ có cơ hội khá tiềm năng với BBH để chúng ta nắm về trung hạn. Rồi tiếp tục là thêm một vài mã cổ phiếu dùng vật liệu xây dựng nữa đi. Dòng vật liệu xây dựng lúc này cũng rơi khá là mạnh, thì CTD vừa trúng cái dự án Lego đúng không ạ? Thì nó cũng đã bắt đầu bật tăng khá tốt, đoạn này nó cũng điều chỉnh thì việc này là việc hết sức bình thường, tại vì đâu có một mã phiếu nào tăng mãi được, cũng đâu có một mã phiếu nào giảm mãi được. Quan trọng cái mẫu hình của nó lớn thì chúng ta phải nắm giữ được. Còn bây giờ đánh giá thì nó nếu mà cái phiên hành thứ hai nó luôn bắt thì khả năng cũng sẽ quay về đi test vùng nào, cái đi test vùng giá đâu khoảng là 66, chúng ta cứ nắm giữ thêm. Nhà tư nào có vị thế tốt ở đây này thì chúng ta cứ nắm giữ này. Còn nhà tư nào mình lỡ mua trên đọt như trên đây này thì chúng ta sẽ canh hạ ra nếu chúng ta vi phạm những quy tắc lỗ đúng không ạ? Còn tùy theo cái phương hướng nhà tư mình đầu tư như thế nào, mình nắm giữ dài hay nắm giữ ngắn. Còn em đánh giá bạn phiếu này sẽ quay về lắp ráp vùng giá đâu khoảng là quanh vùng giá này là quanh khoảng giá đâu khoảng 66 67 nên ta cứ quan sát nắm giữ thêm đối với CTD. Nếu nó gãy vùng giá thấp nhất là 66.5 thì ta mới bán. Còn giờ chúng ta vẫn có thể nắm giữ được. Đối với CTD, HBC mới chỉ cổ tức xong nó mở gap ra thì nó quay lại lắp gap việc hết sức bình thường. Hầu như mà phiếu nào nó mở gap nó đều quay về lắp gap. Còn bây giờ cái điểm mua mới đấy, HBC thì thực chất chưa có. SCN thì sao? SCN thì ở đây nó cũng đã gãy đủ này, cái vốn bán cũng khá là lớn này. Nhìn chung đoạn này nó quay lại thì test hỗ trợ, nếu mà cân bằng được chúng ta sẽ tham gia. Còn bây giờ phù hợp với việc của chúng ta hạ ra bớt cho an toàn, chứ cái điểm mua mới của nó thực chất chưa có. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như là LCG. Sao LCG tương tự như FCN, tại vì hai mẫu hình tương tự nhau nhưng mà con LCG nó mạnh hơn này, nó đã vượt MA20, nó gặp lại đỉnh này cũng bị bán ngược trở lại nhưng vol cũng không lớn lắm. Nếu nó muốn tăng ấy, thì khả năng ấy, nó chỉnh về thị trường thì khả năng sẽ chỉnh về vùng giá nhiêu giá 10.9 này là sẽ bắt đầu vì test hai đáy sẽ hướng lên, thì cái giai đoạn cái đáy phía sau mới là những điểm ta tham gia. Còn bây giờ cái điểm mua mới thì chưa có, LCG vẫn có thể nắm giữ được nếu mà nó không thủng khỏi những cái vùng đáy gọi là suy thoái của nó là quanh vùng giá đâu khoảng 11. Với vùng lớn chúng ta vẫn có thể nắm bình thường đối với LCG. Còn những mã cổ phiếu như là con SB sao, SB nhìn chung ấy nó cũng giảm này, vốn bán cũng lớn này. Thì đối với mã phiếu này chúng ta sẽ canh, chúng ta hạ ra cho an toàn khi nó có những trạng thái phân kỳ âm và setup khá là nhiều. Thì đối với mã phiếu này nếu nó giảm thì khả năng cũng giảm khá là sâu, tại vì cái gap của nó quanh vùng giá đâu khoảng 25 26. Nên lưu ý quan sát và hạ ra bớt đối với SB, điểm mua mới thì chưa có. Rồi HUT, HUT thì nó rũ bỏ trở lại nhưng chị thấy là dòng tiền cũng đã vào và hôm nay cũng bị bắt đầu bán ngược trở lại khi có những tin tức xấu. Thì nhìn chung đối mã phiếu này nó cần sẽ quay thêm, và thực chất mã phiếu này đánh cũng tương đối là bò cung đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ hạn chế tham gia, có thì phù hợp việc nắm giữ hơn. Em cũng chưa có những cái gọi là có thấy được dấu hiệu cung cầu gì đối mã phiếu hút, tại vì nó bò cung cung nhiều, nó mang những trạng thái đến từ tổ chức nhiều hơn. Rồi tiếp tục là những mã cổ phiếu như là con HT1 đi. HT1 thì nó vẫn sẽ quay, mã phiếu này chúng ta vẫn có thể nắm giữ, còn điểm mua mới chưa có. Đi thêm qua những cái mã cổ phiếu của dòng điện đi. Dòng điện này bao thì nó vẫn mở gap sau quay lại lắp gap tạo ra cái tay thanh pin 3 đúng không ạ? Thì nhìn chung trên live cũng trên live chúng ta vẫn có thể nắm giữ được. Đây là cốc tay cầm, nhưng hôm nay breakout thì khi nó tạo ra breakout thì sẽ có những nhịp gãy đủ.
nó vụ về vùng giá đó khoảng 13.5 ấy, cân mạnh lên ta sẽ mua. Bây giờ vẫn chưa đi mua mới đối với bao. Rồi tiếp tục là NT2, NT2 thì nó vận động tương đối lỏng lẻo, đây cũng phân kỳ âm này. Định sát hơn trước thì chúng ta chưa đi mua mới, quan sát và canh hạ ra bớt nếu mà nó gãy vùng giá đó khoảng là 25, khoảng là 25.1 ấy hoặc là 25, gãy với con lớn thì chúng ta sẽ bán. Bây giờ để mua mới đối với NT2 cũng chưa có. Thì nhìn sơ lược qua một dòng thị trường ấy thì em đánh giá là thị trường ta nó cũng sẽ có những nhịp quay lại liền tích gap, chứ việc mà nó giảm sâu thì em giá cũng sẽ không giảm sâu, tại vì cái giai đoạn phía trước nó cũng có những trạng thái rũ bỏ này, cái vol của nó cũng cạn dần, và khi thị trường ta bắt đầu có những cái tín hiệu giao dịch T cộng 2 thì nó cũng sẽ là những tín hiệu tích cực hơn cho nhà đầu tư. Tại vì lúc trước mình T cộng 3 thì khi mình kẹp hàng thì mình phải giảm đến 21% nếu nó kịch biên, còn bây giờ mà thị trường rút ngắn về T cộng 2 thì anh chị giảm nhiều lắm là 14% cái mã phiếu anh chị mua, nên nó cũng sẽ an toàn hơn cho đầu tư mình. Nên đánh giá nếu mà thị trường ta có những cái phương thức giao dịch về T cộng 2 vào cái ngày thứ hai thì đánh giá thì thị trường ta sẽ ổn định hơn đúng không ạ. Thì ở đây đánh giá nó sẽ tích lũy trở lại chỉnh trước khi nó bắt đầu nó tiến lên vùng giá đó khoảng 1.362 hoặc là vùng giá đó khoảng 1.350 ở giai đoạn sắp tới đúng không ạ. Nên nhìn chung đoạn này chúng ta cứ tuân thủ nguyên tắc mua bán là được, mã phiếu nào sai chúng ta cứ cắt lỗ quyết liệt, còn mã phiếu nào đúng thì chúng ta cứ nắm giữ và chúng ta cứ cầm, chúng ta hold khi nào nó bắt đầu nó vi phạm điểm nhận lại chúng ta sẽ hạ ra. Thì đó là chiến lược giai đoạn hiện tại mà em hướng dẫn cho khách hàng đầu tư. Ví dụ như con DC World đi, mã phiếu này mua ở đâu, em mua vùng nào, em mua vùng giá đó khoảng là 60 này thì em mua đúng điểm này thì em cứ canh lên ở tăng lên ở đây em chốt 1/2 này, thì chị thấy rõ ràng chị có 1/2 hàng. Nếu mà anh chị giảm lại đi thì anh chị thấy này, cái số lượng cổ phiếu anh chị giảm thì anh chị chỉ lỗ 1/2 của 1/2 kia anh chị đã cắt ra đúng không ạ, thì chứng tỏ anh chị cũng đã lời khá nhiều. Còn chị cứ chặn lại vùng giá ra này này nó giảm 700 nữa đi thì anh chị vẫn còn lãi đúng không ạ, thì anh chị vẫn còn lãi được khúc này, nên chúng ta quan trọng cái điểm mua của chúng ta đúng hay không. Còn nếu đối mặt cổ phiếu như Vinamilk đi, các chị mua điểm nào, ví dụ em mua điểm này, mua điểm này nè, rồi bây giờ lên đây em đã chốt 1/2 quanh vùng giá đâu bao nhiêu ạ, vùng giá 77 thì bây giờ em chặn lãi vùng giá bao nhiêu đâu khoảng là 75, thay mắc miếng lãi nhưng vẫn cầm tiền, em chờ đợi một cơ hội mới em sẽ vào lại thị trường vẫn ok. Nên chúng ta cứ quan sát và chúng ta đưa ra phương pháp đầu tư cho phù hợp. Còn nếu mà vi phạm điểm cắt lót sao, ví dụ như con DGC chị mua điểm nào, ví dụ anh chị mua điểm này đi thì bây giờ nó giảm 400 thì mình cắt một nữa, nhưng mà khi nó giảm hết thì anh chị sẽ bắt đầu anh chị bán hết ra luôn đúng không ạ. Nên chúng ta đầu tư chúng ta quan trọng là cái nguyên tắc phương pháp đầu tư, xem chị có phương pháp đầu tư đúng hay không. Còn bây giờ cũng đã đi sơ lược qua một vòng thị trường để đầu tư mình có một cái góc nhìn khách quan nhất, thì đối với em ấy thì kỳ vọng mà thị trường nó sẽ tích lũy lại quanh vùng giá đó khoảng là 1260 đến 1280 trong thời gian sắp tới, chứ nó cũng sẽ không giảm sâu khỏi những vùng này. Nên nhà đầu tư mình cứ tập trung vào những mã phiếu nhiều hơn, quản trị tiền và quản trị cảm xúc của mình là cái việc cần thiết trong giai đoạn sắp tới. Và trong cái thời gian sắp tới em cũng mở ra thêm một cái khóa học gym, thì hầu như nhà đầu tư nào mình muốn tham gia thì anh chị có thể là vào cái phần gọi là cộng đồng ấy, thì mình có thể là vào cái link đăng ký khóa học này để mình nhấp vào đây mình điền thông tin rồi em sẽ hỗ trợ nhà đầu tư mình. Tại vì thực chất em cũng chỉ nhận thêm khoảng là 8 đến 9 người nữa thôi, tại vì ở đây anh chị thấy này, thành viên cũng đã 42 người rồi, một cái lớp quá đông thì nó sẽ rất là khó, nên chỉ nhận khoảng là 50 nhà đầu tư để mình có thể là tham gia cái khóa học này để mình biết mẫu hình VSI là gì, ví dụ như SC hồi nãy nói là gì, rồi ST là gì đúng không ạ, rồi cái cách mà đi vốn như thế nào cho hợp lý, rồi những cái cách mà chúng ta bán cổ phiếu rồi chúng ta quản trị danh mục như thế nào, một một cái danh mục có cần có khoảng là 10 mã hay chỉ cần 3 mã là đủ đúng không ạ, hay là một cái danh mục chúng ta có thể là mua một cái dòng mà nhiều mã hay không, thì chúng ta sẽ học trong lớp học đó. Thì chúng ta có thể là đăng ký trong cái phần gọi là cộng đồng, hoặc nhà đầu tư nào mà mình hơi lười ấy thì mình sẽ vào cái phần gọi là mô tả, đây cái phần mô tả em cũng sẽ để trong cái đây có một cái link gọi là đăng ký khóa học, hoặc là anh chị có thấy ở phần dưới bình luận đó, em cũng sẽ ghim lên cho đầu tư mình, nên anh chị đầu tư mình cứ vào để em hỗ trợ nhà đầu tư mình. Thì cảm ơn các nhà đầu tư đã lắng nghe video, chúc nhà đầu tư mình có những cái nguyên tắc đầu tư thành công hơn trong thời gian sắp tới.